Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Sự để quay giới thiệu cho quý vị một cái vườn mai ha. Rất là nhiều mai nha quý vị. Mai đã được thuần chậu nè, rồi được thuần bồn hết trơn rồi nè quý vị. Những cái cây mai này cũng được tiễn chọn ha, về trồng cũng khá lâu rồi nè. Em chào anh. Chào anh Tấn, chào cô chú anh chị em trên mỗi miền đất nước ạ. Nay em có một vườn mai, là em có một số bán 10 cây, là một số bán vài đôi 30 cây, là em bán lô ha. Thì một lô 10 cây có, rồi lô vài chục cây có ha, rồi những cây lẻ cũng vẫn có. Thì giờ là mong cô chú anh chị em xem qua clip cuối clip để ủng hộ em qua clip này, thì em cũng rất cảm ơn nhiều. Thì nay là toàn là mai thuần chậu không anh em. Trồng từ 3 năm tới 4 năm, rồi những cây 5 năm, có những cây 6 năm nữa ha. Rồi, từ 3 năm lên. Từ 3 năm. Thì bây giờ này cũng giá hữu nghị ha. Anh em xem được ủng hộ cho em ha. Này là em bao hình thức là mua số lượng nhiều á, là em bao 200 km. Rồi. Còn như những cây lẻ em bao chỉ 100 km. Rồi, rồi những cây ngoài 10 triệu á em bao 200 km. Rồi. Cho anh em ha. Bây giờ rồi vậy đi, có gì có alo em hoặc là kết bạn Zalo em quay tự chi tiết cho coi dễ ha. Rồi, cái này mà đầu tiên mình vào cây số 1 luôn ha. Dạ, cây số 1. Mai giới thiệu toàn là mai vàng không như vậy. Dạ, mai vàng này này tránh giảo ha. Này giảo bông từ 7 tới 12 cánh tuyệt đối hết nha. Rồi. Đây là an tâm ha. Này cũng được cắt tỉa rồi ha. Dạ, này là thần chậu là ok hết, chơi tốt ha. Rồi, cao nó khoảng bao nhiêu đây anh? Này chiều cao chắc hồi em ước lượng cho nó nhanh luôn đi ha. Đo trước cây đi. Đây, mét 3. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m15 nhưng quý vị. Dạ. Anh cứ đo hoành anh cứ báo. Hoành đo được nhiêu vậy anh? Dạ hoành nó 38 nha anh. Rồi, 38, cây này hoành 38 ha. Rồi. Dạ đây, đế này. Nghĩa tay cành em nó cái này là quá đẹp ha chị em. Là thần trọng hết rồi nha, về là trồng ok hết ha. Đây, để nó đây quý vị. Mình đo trên đây thôi nha, chứ mình chưa đo dưới đây nha. Mình rồi, chỉ đo ngay đây đo thôi. Ngay chỗ vị trí của mình đo dưới đây thì ra tới 4 mấy lần, chỉ đo cái vòng nhỏ thôi. Rồi. Đo dễ. Nhìn đế đó. Chi tàn đẹp. Cạnh đẹp ha, là cây số 1 ha. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Dạ em vô lưu 3,5 triệu nha anh, bao chỉ 100 km nha anh em. Rồi qua cây số 2 ha. Dạ, tới 3,5 triệu. Đây, cây số 2 đi ha. Con tán này chắc tầm 2 m quá anh ơi. Rồi, đúng rồi, cũng cỡ tầm 2 m ha. Này là anh em là có chơi tán dù đẹp nha. Rồi, tán ngang em này chắc cũng khoảng tầm 1,4 m ha. Dạ. Cái này trong chậu em chưa có bơi đế nổi nha các anh em. Rồi cho em xin tiền quanh ha. Rồi anh cứ đo rồi anh báo đi. Dạ. Em quay dàn xương cho quý vị xem. Dạ quanh này 45 nha. Rồi 45. Quý vị xem này là xương em nó nè, đường thân này. Em không bới đế nổi, đất cứng quá. Chưa bới đế được luôn. Rồi coi như mình là... em nói bị giấu ở dưới đi. Dạ mã số 2 ha. Bị ẩn đế ha. Dạ. Mã số 2. Rồi. 45 hoành. Dạ, 45 hoành. Tàn là tàn dù đẹp luôn nha. Xem đường thân em nó đi ha. Dạ luôn nhiêu đây anh? Dạ cái này em 6 triệu nha anh. Rồi ship sao anh? Dạ ship 100 km. Rồi em còn em nào cũng thấy chỉ mua cũng có thể phụ em chút đỉnh tiền xe em có thể đi được ha. Rồi anh em thương lượng được rồi. Là mã số 2 ha. Rồi số 3 luôn anh. Là 6 triệu. Rồi, tiếp tục mã số 3. Từ hàng 10 triệu lên là em bao tới 200 km nha anh. Rồi. Dạ. Rồi mã số 3 này anh cứ đo rồi cứ báo hoành ha. Dạ. Hoành nhiêu vậy anh? Dạ hoành này 44 nha anh. 44 hoành, này cao dữ ha. Nó cao khoảng 3,5 m tới 4 m ha. Rồi tầm đó ha. Dạ. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,4 m như quý vị. Em này cũng đó chắc mình cắt phôi nè. Dạ đang sửa ha. Cắt phôi cũng đang vô nhôm vô kẽm rồi, cũng gần thành phẩm rồi ha. Này quý vị nuôi gì nuôi lại ha. Cái này quá đẹp ha. Một cốt luôn, tay cành đều hết trơn ha. Cốt. Dáng cũng hơi siêu nhẹ nha anh chị em. Này hoành này hoành 45. Nãy đó 44 làm gì đó, dáng cũng hơi lắc nhẹ đó. Đây dàn đế là hết ý nha. Mình bệ ha. Rồi, quá này. Bên đây nữa này, đế bên đây đều chung đều hết nha. Đi vào ảnh theo quý vị. Đây. Đó đế đẹp nha, hoành 45. Rồi mặt bên đây ha. Có để chịu trước luôn ha. Rồi cái này mình giao lưu nhiêu đây anh? Dạ cái này em giao lưu là 30 triệu nha anh. 30 triệu. Vậy là cái này bao ship 200 km ha. Dạ bao 200 km. Rồi mình quay chỉ sơ qua vậy cho quý vị ngắm ghé ta ha. Này tán ngang này của chiều cao chắc khoảng 3,5 mét lên, có chắc 4 mét đó, cao lắm á. 3 mét trên 4 mét à? 4 mét á. Rồi số 3 ha. Dạ. Rồi. Rồi qua cây số 4 luôn. Dạ tiếp tục cây số 4 ha. Con em này cứ đo hoành ha. Dạ đo hoành. Đo rồi bác. Nhiêu anh? Hoành này 40 anh ơi. 40 hoành. Rồi em này cao chắc cũng khoảng tầm 2,7 m, 2,8 m vậy ha. Dạ đúng rồi, cây này là nhảy nha. Tán ngang thì em này chắc mình ước lượng chắc khoảng tầm 1,7 m. Thân thì nó lắc nhưng quý vị. Rồi để nguyên cái bệ luôn ha. Dàn đế dữ lắm, khủng luôn á. Đây. Nguyên bệ ha. Cũ chản ha. Dạ, cái này là mã số 4 ha. Rồi để em coi đi đường thân nó nha quý vị. Rồi em thử né ra giúp em coi. Đây đế dữ lắm nha. Có cái nhánh cũ đây. Nói chung là đây nè. Đó, mã số 4 này em vô luôn cũng là 30 triệu nha. Rồi mã số 4 vô luôn 30 triệu với dáng hơi siêu lắc. Dáng siêu đẹp nha, dáng lắc ha. Đây lắc cái gì với tay cành của nó luôn ha. Dạ. Đó, lắc vậy đó quý vị. Chiêu siêu lắc ha. Rồi qua cây số 5 nha quý vị. Dạ cây số 5, tiếp cây số 5 nè. Nằm bên đây luôn. Đây, vô cái hoành em nó luôn anh. Đó trên đó. Và nó 36 ha. 36 mình thử của tôi ôm cái đế này như ha. Rồi đế. 63 ha. Rồi. Quá thật bề đế này. Đẹp nha. Là mã số 5 ha. Này thần chậu là về anh em rồi nuôi lại là ok hết ha. Đây là mấy này là vàng đuôi nha, nữa mình kéo đuôi ha. Đây được cái đuôi này ha. Né chậm ra. Để đi ra ngoài cho quay được thân của quý vị. Tay cành luôn ha. Rồi hôm nay chắc cao khoảng tầm 2,5 m rồi quý vị ơi. Cái này cũng phôi ha. Phôi cũng được nuôi thuần rồi nè. Dịu gì vậy đẹp chữa ha. Lại ha. Dạ. Rồi mã số 5 em vô lưu là 7 triệu, em giao lưu là 100 km nha mấy anh em. Tại vì cái nào trên 10 triệu là 200, còn cái nào dưới 10 triệu là chỉ 100 km ha. Rồi. Là mã số 5. Rồi qua mã số 6 ha. Rồi tiếp tục tới mã số 6 ha. 6 này để vô hoành to dữ á. Dữ lắm. Cái hoành này 49 tính 4, gần 49 tính 48 nữa ha anh. 8 hoành đi. Rồi 48 đi. Đây, quá đế. Là mã số 6 ha. Đây này, hết sức của đế ha. Lực ghê ha. Rồi. Cái dạng đế sổ là 1 gang mấy ha. Rồi, cành theo luôn ha. Chỉ cành là ok ha. Bẻ thư diện hết trơn rồi ha. Cái này tầm khoảng cao khoảng 3 mét nha anh. Khoảng 3 mét ha. Tầm khoảng 3 mét ha. Dạ. Rồi mã số 6 khoảng 1,5 m. Mã số 6 này em vô luôn cũng là 30 triệu luôn mấy anh chị em. Rồi 30 triệu ha. Dạ. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 7 bên đây ha. Số 7. Rồi cho hoành luôn đi anh. Nhiêu anh? Hoành 39 anh. 39 hoành. Rồi chiều cao này chắc cũng khoảng tầm 2,8 m nữa ha. Rồi. Này cũng phôi nhưng quý vị chưa có chỉnh sửa thành phẩm nha. Anh lên trển anh uống cái lục bình, tính làm cái lục bình đó. À. Anh em mua được cái chốt ở đây em khỏi bứng về nhà ha. Rồi xuống đế nha. Quá dàn đế hết ha. Quá đẹp. Quá ha. Đế đẹp. Nôm ghê lắm. Lực ha. Rồi. cái này để đi. Mấy cái này bỏ nhanh nó bỏ ra. Bỏ đi. Quá đẹp ha. Hình y như con thú luôn, chôm luôn ha. Rồi mã số 6 ha. Cho luôn nhiêu đây. Em vô luôn là 6 triệu nha. Rồi 6 triệu ha. Mã số 6. 100 km nha. Rồi qua mã số 7 luôn. Rồi tiếp theo mã số 7. Rồi mã số 7 quý vị. Đo hoành lắm ha. Rồi anh cứ đo đi, em kéo cái dàn tàn cho quý vị xem ha. 49 em đo xích dưới đây 49 ha. Rồi. Đo trên nhỏ đi. 42. Rồi 42 hoành, đo dưới cổ 49. Nghe coi 49. Rồi, chiều cao này chắc khoảng 2,5 m nha quý vị. Rồi, tay cạnh là gì nghĩa ha. Đây. Hồi nãy đo ngã cho vị trí cổ này 49 nè. Cái này là 49, đây 42 ha. Đây 49, đây 42 nè. Rồi. Lấy lên nhỏ là 42 ha. Rồi. Để luôn. Quá trời dàn đế hết thân ha. Này giờ luôn nhiêu đây anh? Dạ em luôn 13, 15 triệu. 15 triệu. 15. Dạ. Rồi. Qua mã số 8 ha anh. Dạ mã số 8. Châm nó hơi chặt ha. Tới đây thì chặt này. Rồi, anh cho cái hoành luôn đi. Hoành 37 anh ơi. 37 hoành. Rồi anh né ra cái anh. Chi tàn là sữa xong hết là ngon lành rồi nha cô chú chị em. Quay kiểu này khó coi ha quý vị, cũng quay cực quá quý vị. Nó hơi chặt quá. Chặt quá chặt nè. Tới ngang 3 m ha. Ủa cao 3 m. Chiều cao. Cái nằm 3 m đây. Cao tầm 3 m ha. Rồi tới ngang khoảng 1,5 m ha. Này giao luôn nhiêu vậy anh? Dạ cái đó 15 triệu luôn anh. Rồi 15 triệu ha. Rồi qua cây số 9 quý vị. 9 năm này là mai tận ha, 2 tận ha. Mai này mai tận. Rồi. Này cao chắc khoảng 1,8 m nhưng quý vị. Tán ngang chắc khoảng 1,8 m luôn ha. Dạ hoành 41 ha anh. Đo ngay trên này đúng là đo vị trí này 41 đi, mình đo lên cái nhỏ cái nữa đi ha. Chút xíu lên đây đi. Rồi 32. Là này bả mã số 9 ha. Kẻ thành 2 tầng ha. Rồi để luôn. Lấy nêm luôn. Từng dĩa ha. Rồi, cây này số 9 giao luôn như anh. Dạ em giao luôn 10 triệu ạ. Rồi 10 triệu ha. Đó, được đường 2 dĩa. Đây, qua cái số 10 luôn. Qua cái số 10 đây. Rồi, số 10 đó ha. Rồi, hoành luôn. Nhiêu anh? Lấy nhỏ đi. Dạ 36 đi. 36. Xích đây thì 42. Nói chung lấy hoành từ 36 đi cho chắc ha. Dạ, 36 đi. Rồi, em này cao tầm 3 m nha quý vị. Rồi, tán ngang em nói thì chắc khoảng tầm 1,4 m ha. Mấy cây này thì cũng được bẻ tứ diện hết à. Rồi này về sửa lại ha. Đặt kẹo hết rồi ha. Kẹo hết đó ngon lành nè. Rồi dàn đế nôm hết, đẹp em. Mình chỉ quay giới thiệu thôi nha quý vị. Còn chi tiết người ta cạnh nhánh chi tiết mấy em nó thì không thể quay nổi nha quý vị. Vì thời gian thì nó có giới hạn. Với quay cái kiểu này thì cực quá. Là mã số 10 nha anh chị em. Chỉ quay giới thiệu sơ sơ nha quý vị. Vậy đó. Đế rồi đế chiều nằm, cao. Đế ghê lắm, chiều cao lắm á. 10 triệu ha anh? Dạ cái này 12 triệu anh. 12 triệu ha. Dạ. Mã số 10 ha. Dạ mã số 10. Rồi còn không anh? Dạ còn. Rồi, qua cái tiếp theo 12. 1. Ở 11. Rồi em đo em quay tài em đo chiều hoành luôn. À. Cái này nguyên hình thú rồi. Dạ 44 anh. 44 ha. Dạ cây mã 11 44. Rồi chiều cao nó đây quý vị, em này cao chắc cũng khoảng 2m7, 2m8 gì ha. Tán là tán ngang chắc cũng khoảng 1m6 ha. Đều hết rồi ha. Rồi quý vị nghe, từ đỉnh mình kéo xuống nè. Tay cành cũng bẻ tứ diện hết rồi ha. Đế thì ôi quá xa, quá đế, xa luôn đế luôn, đế chung là quá dữ nha. Rồi cái này vô luôn nhiêu đây anh? Đây, coi coi. Quay đế vào bên đây nha. Rồi anh né ra em mới quay nè. Anh đứng anh cản em đâu có quay được. Chưa có lấy này được. Ê, như hình thú luôn. Anh qua đây thì cũng đâu có quay được đâu. Không được. Lắp bên kia làm sao em quay? Chỉ thấy được mặt bên đây thôi. Bên kia vỏ dừa lắp rồi. Cộng rồi vô luôn nhiêu anh? Là cái này em vô luôn là 30 triệu nha. Cây mã số 11. Rồi. Rồi qua cây mã số 12 đi ha. Rồi, tới cây mã số 12. Đây, em này. Chưa mất tiêu quá vậy nè. Bao nhiêu đi anh? Dạ 35 anh. 35 hoành ha. Dạ. Này tới mã số 12 đúng không? 12. Rồi em này cao chắc cũng khoảng tầm 2m nha quý vị. Tán ngang khoảng 3 ha. Rồi. Dĩa vàng xương ha. Dáng nó hơi lắc nhẹ vậy nè. Đó. Này hai cây ôm nhau. Đây đẹp ha. Hai cây ôm nhau ha. Chia cành là sữa đều hết cho anh em ha. Rồi, né qua cây. Đây, mặt bên đây đây ha. Đây, hai cây ôm ha. Em dạ cây dữ. Giá luôn nhiêu đây anh? Dạ cây này em cho luôn là 4 triệu nha. 4 triệu ha. Dạ. Rồi còn nữa không anh? Dạ còn. Cái này nè ha. Mã số 13 em này ha. Mã số 13. Rồi cho hoành luôn đi anh. Dạ 48 anh. 48 ha. Em này cao khoảng tầm 2m rưỡi nha quý vị, tán ngang tầm khoảng 1m3 ha. Rồi đỉnh đọt nè. Rồi là từ từ xuống gì xem ha. Đây là không có đế nha. Có con vít cắt ở đây ha. Không có đế, đế nơm không đây. Đây chữ bươi là được. Đây đế quá là chân lực không à. Đây cái mã số 13. Cái nơm còn to to không ha. Không bự quá là bự này. Đẹp lắm, chưa bươi đế rồi mình lên nha. Cái này đẹp. Đế nơm không? Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? Dạ mã số 13 em vô luôn là 6 triệu luôn nha anh. Ờ mấy anh? 6 triệu hả? Dạ 6 triệu là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 bên đây ha. Dạ. Rồi, cho hoành thôi luôn nha. Anh đo anh báo luôn đi. Đo báo thì quý vị anh sự chịu trách nhiệm về cái hoành nha. Dạ. Rồi. Tán ngang này khoảng 1m4 nha quý vị. Hoành 29 anh ơi. Rồi, chiều cao khoảng 1m7 ha. Mã số 14. Rồi đế nào quý vị. Đế lực ha. Rồi giao luôn như đây anh. Thì mã số 14 giao luôn là 4 triệu nha. Rồi 4 triệu ha. Rồi. Còn nữa không anh? Được còn. Ô. Mã số 15 quý vị. Rồi anh cho cái hoành em nói trước luôn đi anh Sự. Rồi cái hoành đo dưới cái nhánh tử đó ha. Rồi. Đo ngay vị trí đó đi, giờ biết là sao. Là 54. Rồi, đo đó 54 ha. Xích lên trên cái nữa đi. Rồi, đo trên đó. Nhiều. 43. 43. 44 tính 43. À. Rồi quý vị nghĩa tay cành nè. Cũng được vô nhôm bẻ ngang hết trơn rồi ha. Rồi chiều cao em này thì mình ước lượng tầm khoảng 2m8, 2m9 gì đó. Đây có tô chim trên đây ha. Cây lành, chim đậu. Nghĩa vàng xương nha. Mình đang nuôi nha. Em đang nuôi tay cạnh bẻ ngang hết rồi ha. Rồi. Để quý vị ơi. Dàn đế dữ lắm rồi. Đế lực ha. Tao cứ ôm đế rồi. Cái nồi đâu có đo, cái nồi này đo bên bả nó nồi là đúng hay đo nhưng đôi đó. Anh thôi đi bỏ cái đó đi. nó ốm phướp vậy 8 mấy đó, 84 rồi, đó nhẹ nhẹ thôi. Cây này giao lưu nhiêu đây anh? 20 triệu nha. Rồi 20 triệu rồi, mình còn gì nữa không anh? Giờ còn hai cái lô này. Hai lô hả? Bây giờ nè, đây là giá hữu nghị nha. Rồi lô này giờ em sơ lược cái mấy cái hoành như đế nha, rất rồi. Đẹp luôn nha anh em. Lô này có bao nhiêu cây nói trước đi? Dạ 10 cây. 10 cây ha. Dạ. Này hoành dao động là hoành này 35 nè. 35 nè. À, đế đẹp không nha. Em này nè. Rồi, bồn cỏ không nè, nhổ cỏ là cây. Này trong 10 cây cũng có 1-2 cây nhỏ ha. Này hoành này 33, 34 tính 33 nè ha. Đó. Đó anh coi chia tàn đều hết nha anh Tấn. Nó quay chia càng đi. Ê, tàn nó đây quý vị. Cũng thành phẩm hết rồi ha. Cái mã số 15 là 20 triệu nãy nói rồi. Rồi. Rồi thành phẩm hết. Rồi đây luôn anh. Đây luôn trong 10 cái này. Đây cây thứ 3 nè, của 10 cây nè, lô này có 10 cây ha. Bự bự không nha. Cứ đâu hoành hết đi anh, đặt mặt thứ kia ra. Rồi. Nếu nhiêu? Dạ 29 ha. Rồi 29. Đây là thành phẩm ở đây. Này quay sơ lược thôi nha quý vị. Sơ lược. Rồi còn 7 cây nào nữa? Đây đây, đây bự không? Dạ bá lửa đây tàn chia tàn đều sửa hết ha. Đây nữa ha. Rồi cứ đo cứ báo. Dạ hoành này 33, gần 33 mình tính 32 nha. 32 luôn. Đế này. Đây, đủ hết. Không thiếu ha. Rồi, là trong 10 cây này nha. Đây cây nữa ha. Đây luôn. Đo hoành luôn đi anh. Rồi, mình đổi số lượng đi. Cứ báo đi. Rồi hoành này 33 ha. Rồi. Với sơ thôi nha quý vị. Này là mai thằng chậu đó nha các anh chị em. Này là tàn chỉ tàn đều hết rồi đó ha. Này em bán lô này 10 cây nha. 10 cây lô này thì em cũng ship 200 km nếu anh em nào. Này hoành 30 nha, 31 mình tính 30 nha. Rồi. Đây đế đây. Rồi lát nó xem đế luôn. Đế tàn là có hết ha. Tàn thì cũng thành phẩm rồi ha. Rồi. Tàn đặt hết trơn nè. Cái lô này quay sơ nha quý vị. Nó cũng kéo vô. Rồi này 33 luôn, hoành 33 luôn. Đế em này nè. Đó, em đó 33 luôn. Rồi này hoành 33 luôn anh. Đó, đế cũng tướng diện hết ha. Này không có ê chậu nha. Là trong lô này 10 cây nha. 11 cây mà em cho bỏ làm cây. Đây nữa là anh Tấn ơi. Lại sơ lược mấy cây này luôn đi. Rồi đâu hoành em nói luôn cho anh. Sơ thôi. Rồi 27 đi. 26. Ờ 26. Rồi vậy vàng tàn của nó luôn ha. Này cũng có tàn này, từng chậu rồi. Cũng lô này 10 cây. Rồi kế bên luôn. 30. 30 hoành. Rồi đây nữa, đây cây nữa. Chọn 10 cây. 11 mình bón cây 35, còn 34 đi. Rồi, đủ rồi đó ha. Cái này chưa? Cây đó rồi đó. Cái này rồi luôn phải không? Đúng rồi. Rồi trong 10 cây này hoành hình như nhỏ nhất là 28, 29 ha. Còn như là 30 ba mấy không nên mình là 10 cây. Đó đo rồi đó, đều hết. Rồi. 10 cây này mình giao lưu nhiêu anh? Dạ này làm giao lưu là 10 cây này là giá 27 triệu ha. 27 triệu ship. Mình có rút chậu ha hay là tặng chậu? Dạ này không rút chậu nha. Rút chậu ha. Dạ rút chậu. Rồi. Dạ. Rút ra bó. Dạ, đây là đều hết. Chắc giao xe nếu mà quý vị có chốt. Dạ đi xe tải ha. Chốt đi xe tải. 20 mấy quên à anh? Dạ 27 triệu. 27 triệu ha. Vậy tính bình quân cây có 2,7 triệu thôi ha. Dạ. Là em bán xô nha. Bán xô không có bán không bán lẻ ha. Dạ. Tại vô luôn 27 triệu. Rồi mình còn một lô nữa ha. Dạ em còn một lô. Rồi, lô thường chậu tiếp theo lô số 2. Lô 10 cây vừa rồi mình tính cái lô số 1 đi ha. Dạ. Còn cây lẻ mình có tổng cộng là 15 cây lẻ ha. Dạ. Rồi đây, lô số 2. Đây lô số 2 ha. Tổng cộng mình ở đây bao nhiêu cây anh? Nó đây ngoài là 90 mấy cây lận anh. 90 mấy cây. 90 mấy cây. Bán hết nguyên vườn hay sao? Dạ bán anh em là mua nhiêu mình cũng vẫn bán chứ không phải là bán hết nguyên vườn mà nhưng mà lúc từ hàng ha. Rồi từ hàng. Anh giao lòng từ hàng. Rồi. Hoành nhiêu? Hoành 25 à. Rồi né. Nói chung là này từ 25 tới 30 nha. 30 mấy luôn. 30. Rồi này đi sơ lược đi, để em bao hoành là chắc cú anh này thường chậu hết ha. Thường chậu hết rồi ha. Rồi chia tàn đều hết. Đó những cây này là 30 ngoài 30 nè. Vậy thì nếu mình với vậy giới thiệu về quý vị chắc phải đến tận vườn xem rồi hả anh? Không anh em nếu mà cứ tính chậu hoành với mình coi cái thần chậu của em á, nhưng mà chia tàn đều anh em cứ nhận báo ra báo số hoành là đúng này, như hoành mày 32 nè. Ha. Đó, rồi giả sử như quý vị mà có mua 10 cây rồi biết được bước là cái hàng nào. Tất nhiên bây giờ bắt từ ngay cái hàng mã đi vô. Vậy. Đó, tỷ 10 cây em cũng vẫn bán nhưng mà cái tiền ship em không có lãnh, không có tiền ship. Lại mua số lượng từ 4-50 cây thì bao ship được, còn như 10 cây em không bao ship được nha anh. Rồi, đây nhà tự ngoài nhà vô em bắt từ đây đi, quýnh từ hàng. Tức nhà hàng này 6 hoặc 6 rồi nè. Món hàng giờ 6 cây đó. Đó là trong từng chậu đẹp. Quý vị đâu có biết cái hàng nào cây đế đắm sao đâu, quý vị đâu có biết được. Đây những có cây này luôn, anh em nào bắt từ 50 cây là có. Giờ 50 cây làm sao quay lần làm hết 50 cây được quý vị, clip mình hồi nãy dài quá xá rồi quý vị. Đây không có. Anh bán vậy cũng khó quá hả quý vị. Đúng rồi, là giờ quay xin lượt. Đây nè, những vậy cũng tính chung luôn nè. Đây nè. Dạ như vậy quý vị đâu có biết là này nó thuộc cái hàng mấy. Đó, hàng này thì đế quyết một việc rồi. Quyết đó, nguyên hàng. Giả sử bán hàng nhận nhiêu. Còn anh em nào cứ kết bạn Zalo đi để em quay từ từ cho. Đó quý vị. Cứ kết bạn Zalo để em quay từ từ chi tiết. Đó, đế em nào cũng đẹp không vậy nè. Hàng bên đây hàng khác nữa nè. Đây là như những cây này thành phẩm đẹp hết rồi ha. Đây nè, nói chung là có đế vô này, thường chậu có đế trơn ha. Này hoành thăm mấy 30 hết ha. Đó đế khủng vậy nè. Rồi, cái này chắc nếu mà quý vị có mua quý vị đến vườn đó, mua cho chắc quý vị ơi. Quay tàn cho an toàn đi, đó tàn là rất đẹp đó. Chứ quý vị cũng đâu biết là em nó thuộc hàng mấy. Nè những cây vậy đó anh. Dạ. Đây nè em cũng tính vô solo hết nha. Nè nếu mua được 40 cây, 50 cây em nói đó em cũng vẫn tính là hoành này cũng hăm mấy ha. Đó thử anh. Em thử. Rồi, nắng quá. Rồi 26 nè, 25 nè. Đó, từ nó nói chung là từ đó lên nó đế đẹp không? Nói chung là thằng chậu hết nha. Đâu quý vị giờ mình khuyên một điều thế này, cái lô 2 này nè. Quý vị nên xuống tận vườn xem rồi mình chốt cái hàng nào nhưng quý vị chứ vậy quay giới thiệu cho quý vị cũng đâu không biết được hàng nào là hàng nào ha. Đây nè, thì từ ngoài mã vô có hàng rồi. qua rồi anh. Đi qua 6 cây. Đây là anh thấy những cái này em cũng bán xô luôn ha. À. Đó, quá trời bộ đế vậy còn gì nữa em. Đó. Thường giả sử người ta mua một hàng vậy là nhiêu anh? Một hàng là chỉ có 6 cây là nhiêu tiền? 6 cây cái này em giao lưu nếu mà bán từ 50 cây á. 50 cây em giao lưu là 2,2 triệu một cây. Rồi 50 cây trở lên là 2,2 triệu cây. Có thể thậm chí là 40 em cũng vẫn bán cho anh em luôn nhưng mà mình rút. Dạ. Rút cứ đi ngang qua vậy nè. Đi ngang hết chứ không có lựa phải không? Đúng rồi nhưng mà khúc này thì nói chung là này là đẹp hết. Tại vì có dáng lông luôn ha. Rồi dáng lông dáng cực thì có. Số lượng em bán nhiều chứ không bán lẻ. Rút theo chiều ngang vậy ha. Dạ đó đi theo chiều ngang vậy anh. Rồi hiểu rồi. Dạ. Rồi hết hả anh? Dạ 2,2 triệu một cây ha. Rồi. Rồi lô này có 9 mười mấy cây anh. Rồi. Dạ. Rồi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip hang hồi nãy giờ ha. Anh em mình tranh luận để cho quý vị mà nghe đang hiểu về cái cách thức thêm cái cách thức mình giao lưu thôi ha chứ không có vấn đề gì nha quý vị. Những cây này cũng đẹp ha. Dạ. Đó, những cây này nè, anh em rút cũng vẫn một giá luôn ha. Vẫn giá luôn. Đó 2,2 triệu. Làm đi vô luôn. Mà bán solo nha. Em bán từ 4-50 cây mới bán được nha. Rồi. 50 cây thì em bao 200 km. Nói chung là lô này là tiện chọn đế không đây ha. Rồi. Tay cạnh cũng đều này. Rồi, mình kết thúc tại đây nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào hoặc thích lô nào thì cứ mạnh dạn alo anh Sự. Rồi quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nhé. Rồi xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Cứ kết bạn Zalo em ha.